Từ trước đến nay, Liverpool của Jurgen Klopp được ca ngợi, yêu mến không chỉ vì sức mạnh của họ. Vượt lên tất cả, những cái ôm, những nụ cười, những cái xoa đầu của ông thầy người Đức là minh chứng cho thấy trong thế giới bóng đá vẫn có những câu lạc bộ quản trị bằng tình cảm thầy trò chân thành. Đó là điều cực kỳ đáng quý. Đôi khi, Klopp bị chỉ trích vì quá bao dung, hiền lành, cả nể, không bao giờ công kích học trò. Nhưng với những ai thuộc trường phái lãng mạn, họ yêu Liverpool, yêu Klopp bởi cách làm việc hiếm có của ông. Vậy nhưng, trong những ngày cuối cùng được kỳ vọng rằng sẽ trở thành chiều đài khép lại rực rỡ nhất, Klopp lại trải qua cung bậc cảm xúc cực kỳ đắng. Trận hòa trên sân West Ham đêm qua gần như đã chấm dứt hoàn toàn cơ hội vô địch Premier League mùa này. Hiện họ đã đá 35 trận, nhiều hơn Man City 2 trận mà vẫn kém nhà đương kim vô địch 1 điểm. Chuỗi thành tích của Liverpool trong 5 trận gần đây là thua 2, hòa 2 và chỉ thắng đúng 1 trận. Họ tự hủy vào đúng thời khắc cần tỉnh táo nhất. Có lẽ cũng vì cảm thấy đội bóng cần một luồng gió mới, một cách tiếp cận mới, nên Klopp xếp Salah ngồi trên băng ghế dự bị, dù anh không hề chấn thương. Sau khi Liverpool bắt đầu vượt lên dẫn trước và West Ham liên tục dâng cao đội hình tìm cách phản công, Klopp tin rằng giờ là lúc Salah vào sân. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì Liverpool bị gỡ hòa sau cú đánh đầu đẳng cấp của Michail Antonio. Đến đây, drama phát nổ. Klopp đến gần và nói gì đó với ngôi sao người Ai Cập. Nhưng đáng kinh ngạc là người hâm mộ chứng kiến Salah vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt huấn luyện viên người Đức. Anh định tiến đến gần hơn, dường như là định động tay động chân. Cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, Darwin Nunes đứng gần đó can thiệp. Khi đó, Salah mới nguôi giận và quay đi. Còn Klopp chắp tay ra sau lưng và nhìn vào sân. Ông kính máy quay bắt được khoảnh khắc Salah vùng tay chỉ trò gì đó sau khi nghe huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ đạo. Không rõ Salah và Klopp tranh cãi với nhau vì chuyện gì. Tuy nhiên, ngôi sao Ai Cập dường như bị công kích mạnh và không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Một đoạn băng ghi hình ở góc độ khác được khán giả ghi lại và đăng lên mạng xã hội sau đó cho thấy Jurgen Klopp và Salah vẫn bình thường khi cầu thủ người Ai Cập bước ra chuẩn bị vào sân. Klopp chủ động bắt tay nhưng Salah hờ hững. Điều này có vẻ khiến Jurgen Klopp không hài lòng về điều gì đó. Mặc dù vậy, ông thầy người Đức vẫn bỏ qua và quay sang ôm Nunes và Gomez. Với tâm trạng đó, khá dễ hiểu khi Salah hoàn toàn mờ nhạt trong 11 phút có mặt trên sân. Anh chỉ chạm bóng 12 lần, 3 lần để mất bóng và không có bất kỳ tác động nào trong hệ thống tấn công của Liverpool. Khi trận đấu kết thúc, Salah được yêu cầu nói về chuyện đã xảy ra với Klopp nhưng từ chối. Hôm nay nếu tôi nói gì đó, lửa sẽ bùng phát. Cháy nhà đấy. Anh nói và đi vào đường hầm. Ở cuộc họp báo sau đó, Klopp cũng không có bất cứ bình luận nào về vụ việc. Chỉ nói rằng chuyện giữa hai người đã xong. Chúng tôi đã trao đổi trong phòng thay đồ và mọi chuyện đã được giải quyết. Với tôi, nó đã khép lại. Ông cho biết. Trên truyền hình, cựu hậu vệ của Liverpool, Jimmy Carragher đoán rằng sự căng thẳng vì Klopp nghĩ Salah mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị vào sân. Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ sự bực bội đến từ Salah. Dẫu sao thì cựu tiền đạo Chelsea vẫn là người có thành tích ghi bàn tốt nhất cho Liverpool ở mùa giải này. Thế nên việc Klopp cho anh ta ngồi dự bị trong giai đoạn then chốt này đã làm Salah tổn thương. Nếu giai đoạn đầu mùa giải, hành động này sẽ gây xôn xao dư luận. Nhưng bây giờ, nó là chuyện hiển nhiên khi phong độ của Salah đang ở mức rất thấp. Cầu thủ 31 tuổi có phong độ ấn tượng trước khi cùng tuyển Ai Cập dự cúp quốc gia châu Phi vào đầu tháng 1. Salah ghi được 26 bàn trên mọi đấu trường. Thành tích chỉ xếp sau Harry Kane, người đã ghi 33 bàn trong số các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, Salah gặp phải vấn đề gần khoeo khi khoác áo tuyển Ai Cập và bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng ở Premier League của Liverpool. Thực tế, Liverpool đã đối phó rất tốt khi vắng Salah với sự tỏa sáng của Darwin Nunes, Luis Diaz và Diogo Jota. Dù vậy, sự trở lại của tiền đạo người Ai Cập vẫn là sự thúc đẩy to lớn cho nỗ lực ăn bốn của Jacob. Chỉ trong 46 phút thi đấu trước Brentford, Salah ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác. Với Salah ở phong độ như vậy, thực sự có cảm giác Klopp đang rất gần với một đoạn kết viên mãn. Thế nhưng kể từ đó, cầu thủ người Ai Cập đã không còn là chính mình. Cũng cần chỉ ra rằng, Salah vẫn tham gia vào 10 bàn thắng sau khi trở lại, thành tích bằng với Vinicius và ít hơn Kylian Mbappe 2 bàn. Có chăng, tiền đạo 31 tuổi chỉ là nạn nhân của những tiêu chuẩn cực cao do bản thân tạo ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Salah đã sa sút báo động và Klopp biết điều đó. Rạng sáng ngày 5 tháng 4, Anfield chứng kiến một sự việc cực hiếm gặp. Với việc Liverpool bị cầm hòa trong trận đấu buộc phải thắng trước Sheffield, Klopp quyết định rút Salah ra nghỉ. Đội chủ nhà đang rất cần bàn thắng, nhưng chiến lược gia người Đức vẫn để lá bùa hộ mệnh rời sân. Câu chuyện tương tự lặp lại khi Liverpool gặp Atalanta trong trận tứ kết lượt về Europa League. Khi trận đấu còn 24 phút, Klopp quyết định thay Salah. Dù ghi bàn mở tỷ số, nhưng cầu thủ người Ai Cập đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước khi rời sân. Và đến hôm qua, anh ngồi trên băng ghế dự bị trong 2/3 thời gian trận đấu. Chúng ta có thể thông cảm cho Salah về mặt cảm xúc
Nhưng nếu ai cũng buông thả và làm theo cảm xúc thì tập thể chẳng có ý nghĩa gì. Hơn ai hết, tiền đạo Ai Cập cần phải hiểu rằng Klopp trân trọng anh nhất. 8 năm qua, triều đại của ông tại Anfield thành công cũng là nhờ có vô số bàn thắng và các khoảnh khắc ngoạn mục của vua Ai Cập. Nhưng khi chứng kiến phong độ Salah không tốt, ông phải nghĩ đến bức tranh toàn cảnh chứ không thể để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Klopp cũng sống đẹp như thường lệ khi chưa một lần chê trách Salah về phong độ tệ hại. Nhưng cậu học trò lại không hiểu được tình cảm của ông thầy. Trên TNT Sport, Mark Hughes, cựu cầu thủ Scotland và từng nhận được huân chương MBE của Hoàng gia Anh, bất bình với hành xử của Salah. Cậu ấy không đồng tình với những gì huấn luyện viên nói và sau đó có tranh cãi. Nhưng điều đó trông không ổn. Những thứ như vậy chỉ nên giữ trong phòng thay đồ. Mark Hughes bình luận. Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher cho rằng câu lạc bộ cũ phải xem xét tương lai của Salah vào mùa hè khi Klopp rời đội và nhiều khả năng sẽ được kế nhiệm bởi Arne Slot. Salah ghi 210 bàn trong 346 trận và còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2025. Marcos đồng ý với quan điểm này. Ông nhận định Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Hoàng Anh nhưng đã sa sút phong độ. Không ai có thể phủ nhận điều đó và tôi nghĩ Salah có thể rời đội. Thương vụ như vậy sẽ phù hợp với cả hai bên. Salah tìm bến đỗ mới và Liverpool có thể tái đầu tư số tiền họ nhận được vụ chuyển nhượng này. Cựu cầu thủ Liverpool khác là Peter Crouch cảm thông với Salah khi tức giận vì phải dự bị. Salah thường xuyên đá chính cho Liverpool nên không hài lòng. Tôi từng trải qua tình cảnh tương tự, rất tức giận khi phải dự bị. Những cầu thủ mong được đá chính như vậy sẽ không bao giờ vui vẻ. Nhưng không ai thích chứng kiến điều này xảy ra trên sân giữa huấn luyện viên và một cầu thủ trụ cột. Trên mạng xã hội X, Carragher nhận định lý do duy nhất khiến một huấn luyện viên không hài lòng trong tình huống này là cầu thủ mất quá nhiều thời gian để sẵn sàng vào sân. Cho dù thế nào đi nữa, ai đúng ai sai trong câu chuyện này thì hình ảnh của Klopp trong những ngày cuối đã không còn trọn vẹn. Thật sự đáng tiếc vì ông không đáng bị như vậy.